Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phần mềm có tên là GeForce Experience. Và như các bạn nào đã sử dụng qua phần mềm này, các bạn đã có thể biết rằng cái sự tiện dụng của cái phần mềm này như thế nào. Và hôm nay mình cũng muốn nói thêm dành cho những bạn nào chưa biết, và để các bạn có thể có thêm một cái phần mềm mới tiện lợi hơn và có thể là hay hơn nhiều, và sẽ thích hợp với những bạn nào đang có ý định làm YouTuber, gamer và định quay một số game, hoặc là chỉ đơn thuần là một gamer bình thường chỉ muốn chơi game, ví dụ vậy. Và đầu tiên là điều mình đầu tiên muốn nói đó chính là cái chức năng mà khá là phổ biến và khá là tiện dụng, hầu hết tất cả các ai cũng đang, các bạn nào đang chơi game cũng đa phần đang dùng. Nếu các bạn nào trừ những bạn sử dụng card AMD ra thì đa phần những bạn nào sử dụng card GeForce của Nvidia như mình đó thì thường là sử dụng cái phần mềm này khá nhiều để optimize game. Như bạn đang thấy đây thì cái phần optimize game này nó là sao, thì nếu như bạn nào có một tựa game nào đó nó sẽ hiện lên và bạn chỉ cần đơn giản là một bạn chỉ cần scan trong máy bạn có những game như thế nào, và các bạn vào đây các bạn sẽ thấy được những list game có trong máy của mình, và sau đó các bạn có thể tiến hành optimize games, tức là làm sao nó sẽ auto chỉnh tất cả các setting trong game đó như thế nào để phù hợp với máy bạn, phù hợp tốt nhất để các bạn có thể lên tới 60fps hoặc là 1080, tùy theo các bạn chỉnh, tùy theo mức độ mà các bạn muốn. Thì đó, như các bạn đang thấy đây thì mình cũng khá là nhiều game, và đa phần là mình dùng cái phần mềm này để mình chỉnh những tựa game mà mình cho là khá là nặng và chỉ không thể là nào chỉnh theo ý của mình được. Tùy lúc, những lúc mình chỉnh nó sẽ không đúng, nhiều lúc không chính xác cho lắm và nó sẽ gây lên sự loạn FPS, khiến cho mình drop lên drop xuống không được đồng đều, có khi là không thể lên tới 60fps do mình chỉnh khá là cao. Mỗi lần các bạn vào phần mềm này, các bạn sẽ thấy ngay cái game của bạn sẽ xuất hiện hai phần, đó là chính là current và optimal. Thì như các bạn đang thấy là mình chuẩn bị optimize cái tựa game Battlefield 4 của mình, và phần current tức là cái phần setting mà mình đang chỉnh trong game hiện nay. Các bạn buộc phải vào game trước đó và các bạn cho nó kiểm tra rằng setting của bạn chỉnh như thế nào, và nó sẽ đưa ra cái ý kiến của mình, đó tức là cái recommend của nó, là tức là nào sẽ nó sẽ nằm bên phần optimal. Như các bạn đã thấy thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần bấm cái nút optimize nằm một sợi lá cây nằm ở dưới cái phần optimal, thì ngay lập tức khi mà các bạn vào game lần tiếp theo nó sẽ tự động optimize tới tựa game đó cho các bạn. Và nó sẽ optimize là các bạn nên chỉnh độ sáng, độ bóng của nó, rồi texture như thế nào, high, medium, normal thì đó, tùy theo cái mức khả năng của cái máy vi tính của bạn có thể chịu được. Và nó sẽ set như thế nào là sẽ hợp lý hơn cho các bạn khi các bạn đang chơi, các bạn có thể lên được FPS cao này nọ, hoặc là tối đa mà các bạn có thể sử dụng lên được. Và đến một cái vấn đề khác đó chính là nó còn khá là nhiều chức năng khác, như là driver, update driver. Đây là cái chức năng khá là tiện lợi khi các bạn sử dụng để update cái driver card màn hình của các bạn. Thì thường là các bạn, như rõ các bạn nào sử dụng cái phần mềm GeForce Experience này, thường nó sẽ nhắm với những bạn nào sử dụng card Nvidia GeForce GTX, ví dụ là các dòng của GTX thì thường là vậy, theo mình nghĩ là vậy, thì nó sẽ có những cái driver đặc biệt dành riêng cho GTX. Và ví dụ như máy của mình là Alienware đi, Alienware 15 và hiện đang sử dụng con 980M, thì ví dụ vậy thì cũng là card của Nvidia, cũng là card GTX luôn, thì thường là nó sẽ có cái driver. Thì đây là một cái phần mềm mà giúp các bạn có thể trực tiếp download cái driver về một cách nhanh gọn lẹ nhất có thể. Các bạn chỉ có đơn giản là các bạn lên các bạn check trong phần update, là trong phần driver là liệu các bạn có cái update hồi mới hay không dành cho cái driver của bạn. Ví dụ như một cái game mới nào đó ra mắt đi chẳng hạn, ví dụ như hồi đó mình nhớ là Call Batman Arkham Knight chẳng hạn, thì game vừa ra mắt thì Nvidia hoặc là tất cả các hãng làm chung gì đó sẽ tung ngay lập tức một cái driver mới để hỗ trợ game đó tốt nhất có thể cho cái card của các bạn. Thì các bạn chỉ cần đơn giản bật cái GeForce Experience này lên, thay vì lên web của Nvidia để search cái phần mềm, cái phần driver mới đó để các bạn download về để có thể chơi game tốt hơn, ví dụ vậy. Thì các bạn chỉ cần đơn giản là bật cái GeForce này lên và các bạn bấm ngay phần check update và bấm download install. Ví dụ như nó sẽ báo như là GeForce Game Ready Driver ngày update bao nhiêu, version bao nhiêu, và sẽ các bạn nên nó sẽ báo cho các bạn này cái driver mới này gồm có những gì và các bạn có nên update hay không. Thì các bạn chỉ cần bấm vô install, nó sẽ lo tất cả mọi chuyện là cho các bạn cài lại driver mới cho các bạn để thích hợp hơn. Ví dụ ngoài ra thì các bạn, nhiều bạn có thể là sẽ hỏi là tại sao driver nó quan trọng, thì mình cũng trả lời luôn là driver hiện nay rất là quan trọng với những tựa game mà các bạn đang chơi, tại vì nó ảnh hưởng đến bên trong game. Tại vì có nhiều lúc các bạn chơi game mà game chưa được driver hỗ trợ, nó sẽ gây ra một số rắc rối về hỗ trợ
về 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 cái đồ họa trong game nó sẽ gây có ảnh hưởng một số vấn đề. Ví dụ như khi mà GTA 5 ra mắt, mình nhớ còn khá là rõ, trên bản PC thì card driver chưa update, các bạn sẽ gặp một số lỗi như là khuôn mặt trong nhân vật nó sẽ gặp một số vấn đề như là không hiển thị được, hoặc là có sọc đen khá là kỳ quặc và khá là khó chịu đối với người chơi, và buộc các bạn phải update driver mới hơn và được Nvidia hỗ trợ để có thể fix cái lỗi đó. Thì đây cái càng những track càng tiếp theo thì mình thấy là nó cũng đa phần là nó hỗ trợ các tựa game mới nhất. Ví dụ như vừa rồi mình vừa mới update một cái driver hỗ trợ Just Cause 3 mà lúc hôm ra mắt. Ngoài ra ví dụ như The Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain cái kiểu. Nói chung thì cũng không hẳn là game nào nó sẽ update, hầu như tất cả những tựa game mới ra nó đều sẽ update. Đó là một cái điều hay của GeForce Experience mà mình nghĩ là các bạn nên thử qua. Chức năng mới tính là Nvidia Game Stream. Đây là một cái chức năng dành riêng cho những bạn nào sử dụng card GeForce GTX chẳng hạn. Thì những bạn nào có một cái máy vi tính ở nhà và như các bạn nào muốn chơi trên một cái hệ máy cầm tay như là cái game mình nhớ không lầm đó chính là Nvidia Game Shield, cái một cái máy Shield khá là đẹp mắt và chơi được cái game PC thì cũng không hẳn là chơi được cái game PC, nhưng nó có phần cứng có thể giúp các bạn có thể sử dụng cái máy vi tính của các bạn để các bạn stream từ nhà sang tới chỗ đi làm của các bạn, ví dụ vậy, hoặc chỗ làm việc trên đường đi cái kiểu như bạn có thể chơi game bất cứ lúc nào, các bạn chỉ cần stream game trực tiếp như vậy. Nó sẽ stream từ máy tính của bạn sang cái máy tầm tay của bạn để các bạn thể chơi game trên đó luôn. Và thường hiện nay thì mình thấy á, và máy có thể stream được những tựa game này á, thì các bạn cần phải một máy như là Shield. Mình không nhớ rõ tên nữa, nhưng mà cái máy đó có thể dùng công nghệ này như các bạn đang thấy đây, Nvidia Shield. Thì công nghệ này các bạn chỉ cần máy tính của bạn và các bạn thể stream trực tiếp lên máy đó luôn. Thì như hiện tại thì hiện tại mình không có máy Nvidia Shield cho nên mình không thể cho các bạn xem cụ thể hơn. Và nó chỉ là một cái tính năng rất là đơn giản và nó rất là hiệu quả. Như các bạn thấy trên màn hình đây, nó giúp cho bạn có thể stream game tới những cái thiết bị Shield cùng chung họ hàng là Nvidia với các bạn, để các bạn thể chơi một cách trực tiếp. Ví dụ như nói đâu ra hơn là các bạn vô để các bạn để máy vi tính bên ngoài mà các bạn muốn đi vệ sinh cái kiểu trong toilet thì các bạn xách này theo khá là thú vị. Các bạn không cần phải kiểu như là phải xách cái máy tính mình vô nữa, các bạn chỉ cần xách cái Nvidia Shield các bạn vô là khá là ok luôn. Ngoài ra một cái tính năng khá là hữu hiệu mà hầu như ngày nào mình cũng dùng đó chính là Shadowplay. Shadowplay cái tính năng này khỏi phải nói rồi, đa phần các bạn ai cũng biết, thì hoặc là có một số bạn cũng không biết. Mình có nói vậy thôi, nói chung chung thôi. Thì đối với những bạn bè anh em quay game, đa phần thì mình thấy thường sử dụng Shadowplay hoặc một số phần mềm khác như là Fraps cái kiểu như vậy. Thì mấy cái đó mình không nhắc tới, nhưng mà mình sẽ so sánh cho các bạn xem như nó như thế nào và tại sao Shadowplay là mình lựa chọn Shadowplay nhiều hơn so với những từ khác. Thì Shadowplay nó cũng giống như một phần mềm quay game hữu hiệu dành cho các YouTuber gamer, kể các bạn muốn quay lại những tựa game của mình, hoặc là các bạn chỉ đơn thuần là muốn quay lại những cái khoảnh khắc đáng nhớ của các bạn, ví dụ như bắn CSGO một lần 5 thằng ấy, là loại cái kiểu như vậy. Thì nó rất là đơn giản, cái Shadowplay này có khá nhiều cái chức năng khác nhau, bao gồm có nhiều mode, ví dụ Shadow and Manual. Thì đơn giản, Shadow nó giống như là các bạn kiểu như là flashback recording. Và flashback recording nó như thế nào, tức là nó luôn quay trong background, tức là nền đằng sau, tức là các bạn vừa chơi game nó cũng đang quay luôn, miễn là các bạn có bật cái shadow play lên nó vẫn đang quay và nó sẽ lưu lại bao nhiêu phút mà các bạn chỉnh. Ví dụ shadow time các bạn đang chỉnh là 3 phút thì nó sẽ lưu lại 3 phút gần nhất mà các bạn đang sử dụng, 3 phút gần nhất nó sẽ lưu lại trong khoảng thời gian đó, và các bạn có thể coi lại một cách dễ dàng hơn mà các bạn không cần phải quay bấm nút quay gì cả. Ngoài ra thì manual thì nó rõ ràng hơn, là tức là bằng tay rồi, manual bằng tay rồi. Thì các bạn phải mỗi lần bằng game mà bạn muốn quay từ một cái đoạn mốc nào đó, các bạn bấm L, F9 hoặc cái gì đó tùy theo các bạn set, F10, F11 vân vân các kiểu, thì nó sẽ bắt đầu quay cho đến khi nào bạn bấm L, F9 thêm một lần nữa nó sẽ tắt và nó lưu lại tùy theo cái ổ lưu mà các bạn đã chỉnh sẵn trước đó. Cái tính năng này khá là hay. Mà thường mình sử dụng Shadow, ví dụ như mình cũng không rõ khi nào mình lên đầu mình bắn kiểu, ví dụ CSGO đi, thì nhiều lúc mình lên đầu mình cũng không rõ khi nào mình lên đầu, nhưng mình thường hay chỉnh là chỉnh chế độ Shadow và mình lưu lại 3 phút gần nhất. Thường thì một trận thì cũng 2 phút thôi, thì mình lưu lại tới 3 phút thì cũng chỉ là cho chắc ăn thôi. Thì đó, mình 3 phút sau đó mình coi lại và mình thấy ồ, cái cảnh này đẹp hay gì đó, mình sẽ cắt đi và mình đăng lên cái ví dụ vậy, thường là vậy. Thì đó, cái Shadow cũng là một mod khá là hay. Ngoài ra thì nói về Shadow Play,
Nó có một chiếc nó bao gồm hầu như những chức năng tốt như hiện nay là bao gồm chỉnh tiếng rồi micro kiểu rồi quality, nó có bao cho các bạn chỉnh cả chế độ cả chỉnh cả bitrate nữa chứ. Thường là nó giờ hiện tại nó quay được cả 1440 là gần 2K rồi. Rồi 4K nữa. Hay mình thấy là nếu bạn nào đủ sức lên 4K thì thậm chí là có thể quay được cả 4K, 2K rồi 1080 60 fps hoặc hơn. Hoặc là 60 fps thì khá là tốt rồi. Hiện tại là cả có cả nó thì nó có thể giúp cho bạn quay rồi, các bạn biết là các bạn quay thể quay được bao nhiêu không? Bitrate là cái vấn đề khá là quan trọng trong khi quay game. Bitrate nó sẽ cho bạn biết là các bạn quay rõ hay không. Bitrate càng cao thì clip các bạn càng rõ thôi. Thì thường mình quay mình chỉnh tới 25 cũng khá là ok rồi, chỉnh khá là mượt và rõ. Thì các bạn nào khoái khủng hơn, các bạn có thể chỉnh lên bitrate tới 50 thì nó càng rõ hơn, mức độ chi tiết nó càng cao thì nó sẽ tốt hơn. Tùy thêm cái nhu cầu quay clip của bạn muốn rõ và đẹp thì các bạn quay càng cao càng tốt thì thôi. Thì đó là một cái chức năng khá là hay và mình khuyên các bạn nên sử dụng. Và cái Shadowplay này là một cái phần mềm mà mình nghĩ là nó có cái khả năng quay tốt hơn và nhẹ hơn so với những phần mềm khác như là Fraps. Và hẳn chắc hẳn là như bạn nào đã sử dụng Fraps và các bạn cũng đã biết là nếu so với Fraps, Shadowplay khá là nhẹ. Và Fraps ví dụ như bạn so sánh đi, các bạn có thể thấy là FPS của thằng Fraps chung với thằng Shadowplay thì trong lúc chơi game thì Shadowplay nó cho một cái FPS khá là tốt hơn. FPS của Shadowplay nó khá là ổn định khi bạn chơi game, nó khá là cao, hầu như là các bạn không cảm nhận thấy được sự drop FPS trong game. Và hầu như cái phần mềm này nó không ảnh hưởng gì tới game nhiều mấy. Nó sẽ không ảnh hưởng tới việc bạn chơi game như thế nào hoặc là khiến các bạn drop FPS nặng như là Fraps. Thì hầu như các bạn quay Fraps thì thường nó sẽ drop FPS khá là nhiều. Thế mình thấy là vậy, và file nó rất là nặng và cái nó thường sẽ xử lý bằng CPU cái kiểu GPU cái kiểu. Nó sẽ khiến máy nó khó khó hơn và nó sẽ nặng hơn nhiều và khiến cho game các bạn khó chơi hơn và có thể khó xử lý hơn. Ví dụ trong những tình huống, trong những game đòi hỏi xử lý tình huống cần sự linh hoạt, nó sẽ các bạn khiến bạn khó khó linh hoạt hơn. Và Shadowplay thì theo mình thấy là hầu như là FPS nó khó ít thay đổi nhiều cho nên mình thấy rất khá là ổn và mình chọn Shadowplay so với những cái phần mềm khác như là Bandicam, Fraps vân cái kiểu. Và cuối cùng mình cũng muốn nói thêm là đây là một cái ứng dụng hỗ trợ mà mình thấy rất là hay và các bạn nên sử dụng qua để các bạn có thể sử dụng nâng cao cái trải nghiệm của mình trong lúc chơi game và cũng như là muốn sử dụng thêm nhiều cái tính năng khác về quay game các kiểu như vậy để các bạn có thể tiến xa hơn trong việc ví dụ như các bạn là muốn làm YouTuber hoặc là các bạn muốn quay những khoảnh khắc để chia sẻ cho bạn bè thì đây là một trong những phần mềm mà các bạn có thể giúp các bạn nhiều việc nhất, từ update driver cho đến tùy chỉnh game như thế nào là hợp lý nhất và nó sẽ giúp các bạn cải thiện hơn về trình độ chơi game của mình cũng như cái trải nghiệm của chơi game của bạn sẽ tốt hơn và nó khá là tốt. Theo mình là vậy, nó sẽ là nó ra tạo qua một cái bước tiến khá lớn cho Nvidia và cũng như dòng card GeForce GTX thêm lên một cái đỉnh cao mới so với AMD. Và đây là cái bài review của mình về cái GeForce Experience và mình mong là các bạn sẽ suy nghĩ lại về cái phần mềm này như thế nào và thử nó qua và sử dụng nó và chia sẻ với bạn bè để có thể cùng nhau có nhiều cái trải nghiệm tốt hơn sau này. Và bài review của mình đến đây là kết thúc và cảm ơn các bạn đã xem qua, và các bạn nào thích hãy cho mình biết trong phần comment bên dưới các bạn nghĩ gì về cái phần mềm GeForce Experience và mình sẽ rất là cảm kích cái này các bạn chia sẻ cho mình về cái cảm nhận của các bạn khi sử dụng cái phần mềm này và cũng như là cái recommend của các bạn khi mà các bạn sử dụng phần mềm này và cần thiếu sót cái gì để các mình có thể biết thêm trong thời gian tới, ví dụ vậy. Cảm ơn các bạn đã xem qua và mình sẽ quay trở lại sớm nhất có thể với nhiều tựa game mới và cũng như cái bài review mới hơn.